Vượt 400 km truy tìm tài xế ô tô đầu kéo gây tai nạn chết người. Ngày 13 tháng 10, Công an tỉnh Phú Yên cho biết các lực lượng chức năng đã tìm được xe đầu kéo cùng tài xế trong vụ va chạm với xe máy khiến hai người thương vong tại quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Long Bình, xã Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Xe đầu kéo liên quan đến vụ va chạm giao thông gây chết người do TMN, sinh năm 1982, trú tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang điều khiển. Hiện phương tiện và tài xế đang được Công an thị xã Sông Cầu đưa về tỉnh Phú Yên để tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, vào lúc 3 giờ 21 phút sáng ngày 12 tháng 10, anh Nguyễn Hiệp, sinh năm 1996, trú phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 77F1-45688, chở chị Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1998, trú ở thôn Tân Hòa, xã Cát Tân, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định, đi trên quốc lộ 1 từ hướng Nam ra Bắc. Khi đến địa phận khu phố Long Bình, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, va chạm với xe ô tô đầu kéo chạy cùng chiều nhưng chưa rõ biển kiểm soát. Cú va chạm khiến xe máy đổ xuống đường, chị T tử vong tại chỗ, anh Hiệp bị thương. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ô tô đầu kéo vẫn tiếp tục chạy trên quốc lộ 1 về phía hướng Bắc.